Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình là mục theo dấu thư bạn tem truyền hình. Chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân Hoàng Công Sao, thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu và trích dẫn thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, Ban biên tập hộp thư truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Hoàng Công Sao, thôn Kim Tháp, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn thư công dân phản ánh về việc gia đình ông Hoàng Công Khanh tự ý làm đường đi qua đất của gia đình ông. Ông đề nghị chính quyền địa phương giải quyết, song đã hơn 6 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thể theo nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của công dân, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để xác minh sự việc. Tiếp và làm việc với phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình, có bà Hoàng Thị Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến và công dân Hoàng Công Giao cùng con dâu ông Giao là chị Nguyễn Thị Thê. Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Bảy cho biết sự việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Giao và gia đình ông Khanh đã được Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến thụ lý giải quyết từ năm 2016 và năm 2020. Trong báo cáo số 37 của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2022, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu, nội dung thể hiện gia đình ông Khanh và ông Giao có hai thửa đất thổ cư nằm giáp nhau. Gia đình ông Khanh cho rằng từ trước đến nay, gia đình ông Khanh vẫn đi lại trên trục đường xóm chạy xuất phát từ trục đường làng đi qua thửa đất của một số gia đình. Trong đó có gia đình ông Giao để vào đến thửa đất của gia đình ông Khanh. Tuy nhiên phía gia đình ông Giao cho rằng trục đường xóm nói trên chỉ chạy vào đến thửa đất của gia đình ông Giao là ngõ cụt. Phía gia đình ông Khanh đã có lối đi khác nên việc ông Khanh tự ý làm đường đi qua thửa đất của gia đình ông Giao là không đúng. Cũng theo báo cáo số 37 của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến, căn cứ đơn đề nghị của gia đình ông Giao, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức xác minh tại buổi làm việc giữa các bên liên quan và căn cứ theo hồ sơ địa chính đo đạc năm 1993 và năm 2010, Ủy ban Nhân dân xã kết luận trục đường xóm có chạy qua từ đất của gia đình ông Giao và đến đất của gia đình ông Khanh, các gia đình đều được phép sử dụng chung. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, ông Giao tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết việc gia đình ông Phán là con trai ông Khanh phá rào và làm đường đi qua đất nhà ông Giao. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến đã tổ chức buổi làm việc với ông Phán và có thêm chứng cứ bổ sung là bản đồ địa chính được lập đầu tiên năm 1984. Ủy ban Nhân dân xã kết luận bản đồ chỉ thể hiện đường trục xuất phát từ trục đường làng, kết thúc tại đầu thửa đất của ông Giao và không đi vào thửa đất của hộ ông Phán. Ông Phán không nhất trí với kết quả làm việc nên tiếp tục có đơn đề nghị giải quyết lần thứ hai vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến đã thành lập hội đồng hòa giải và lần thứ nhất ngày 21 tháng 2 năm 2020, kết quả hòa giải không thành do ông Giao vắng mặt. Lần thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020, kết quả hòa giải không thành do hai bên không thống nhất được phương án hòa giải. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến đã có công văn số 37 ngày 11 tháng 7 năm 2022 báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu để giải quyết theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2016, gia đình ông Sao và gia đình ông Khanh đã phát sinh việc tranh chấp đất. Không chỉ là hàng xóm mà hai hộ gia đình này còn có quan hệ họ hàng thân thích. Việc tranh chấp đã được chính quyền địa phương tổ chức hòa giải, song không thành. Phóng viên đã có buổi làm việc và ghi lại ý kiến của công dân Hoàng Công Sao và đại diện chính quyền địa phương là bà Hoàng Thị Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu. Năm 2016 ông ấy đem cho con ông ấy phá rào của tôi, ông ấy làm đường qua đất nhà tôi. Việc này như vậy tôi đã đề nghị, làm đơn đề nghị ủy ban giải quyết. Thế nhưng mà ủy ban có vào hai lần, thế nhưng mà vào cao vi đo chắc như thế nào tôi không biết, đo đất đo cát như thế nào tôi không biết. Thế nhưng mà có cái là sau khi đo xong chẳng biên bản, chẳng giấy tờ. Xin phép ông là có một ngày gần nhất thì cháu sẽ mời ông là ra ủy ban làm việc một buổi và mời nhà ông Thanh làm việc một buổi, sau đó thì cháu mới cho hai gia đình ngồi làm việc một nữa. Nên là thôi thì các ông cũng phải chia sẻ thông cảm với địa phương. Như vậy, đối với việc ông Hoàng Công Giao phản ánh gia đình ông Hoàng Công Khanh lấn chiếm đất của gia đình để làm đường đi
và theo bản đồ quản lý đất đai tại địa phương qua các thời kỳ, thì năm 1984 thể hiện đường đi hết đất nhà ông Giao. Song bản đồ đo đạc năm 1993 và năm 2010 đã thể hiện trục đường xóm có chạy qua thửa đất nhà ông Giao và đến đất của gia đình ông Khanh. Việc làm đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất của gia đình ông Giao là hoàn toàn chính đáng. Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu giải quyết dứt điểm việc gia đình ông Khanh có lấn chiếm đất của gia đình ông Giao hay không. Công dân trông chờ vào kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng vì sự việc xảy ra nhiều năm song không được giải quyết dứt điểm. Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được thông báo số 840 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2023 về việc tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô. Nội dung thông báo như sau. Thực hiện kế hoạch số 176 ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức thi hành quyết định số 1014 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Ngày 7 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành thông báo số 2280 về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 1014 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cưỡng chế vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 11 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô có báo cáo số 10 xin cam kết tháo dỡ phần mái tôn chiếm dụng khoảng 0 lối vào chợ số 01 với tổng diện tích là 471,75m2 xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên đến nay, theo báo cáo số 227 ngày 24 tháng 5 năm 2023, của Phòng Quản lý Đô thị, thì qua kiểm tra Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô chưa tự tháo dỡ phần nhà chợ một tầng số 04 theo đúng nội dung đã cam kết. Để xử lý dứt điểm hành vi vi phạm nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo về việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định số 1014 ngày 18 tháng 6 năm 2020 đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô, cụ thể như sau. 1. Thời gian địa điểm cưỡng chế, thời gian bắt đầu cưỡng chế từ lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2023. Địa điểm cưỡng chế tại chợ gạo, đường Lê Văn Lương, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. 2. Phạm vi và biện pháp cưỡng chế. Tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm tại khu nhà chợ một tầng số 04 với tổng diện tích là 177,37m2, có kích thước các cạnh như sau. Cạnh phía đông dài 39,5m, rộng 0,4m. Cạnh phía tây dài 39,5m, rộng 0,2m. Cạnh phía nam dài 31,4m, rộng 1,3m. Cạnh phía bắc có kích thước dài 30,5m, rộng 3,7m. 3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Quang và các cá nhân khác có liên quan tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, tự tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định. Đến thời điểm cưỡng chế, nếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô không tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế, thì ban thực hiện cưỡng chế sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định. Mọi chi phí cho việc cưỡng chế và di chuyển tài sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô phải chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủ đô xây dựng khu chợ tạm đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường xong trước ngày 22 tháng 6 năm 2023 để di chuyển các hộ tiểu thương thuộc phạm vi cưỡng chế sang kinh doanh tại khu chợ tạm trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm tại nhà chợ một tầng, nhà số 4. Thưa quý vị, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân Bùi Văn Phong, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư tập thể sư phạm trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư công dân xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Đơn thư công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hùng Phát. Đơn thư công dân Trần Xuân Biển, xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Quý vị thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.